Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình là Trần Thông. Trong video này, như tiêu đề đã nêu trên thì mình sẽ review về một em rửa mặt, đó là sữa rửa mặt Cetaphil. Nói sơ một chút về cái xuất xứ của em này thì em Cetaphil này là một dòng mỹ phẩm dưỡng da thuộc tập đoàn Galderma Laboratory. Đây là một dòng, đây là một hãng mỹ phẩm lớn trên thế giới và nó được bán rộng rãi trên 70 quốc gia trên thế giới. Nó được nổi tiếng với cái sự dịu nhẹ và an toàn cho làn da. Về bao bì thì cái lọ sữa rửa mặt Cetaphil này có một tông màu chủ đạo là màu xanh màu trắng, đúng chuẩn rất to luôn. Thì ở trên tay mình đang cầm là lọ 125ml. Trên thị trường thì có bán một loại 500ml và 125ml. Riêng mình thì mình thích dùng cái loại size nhỏ bởi vì mình có thể sử dụng được, mình có thể tiện mang đi đi làm, đi chơi hoặc đi đâu đó, và cũng như là mình có thể sử dụng được trong thời gian ngắn hơn là khi mình mua cái lọ lớn thì mình sẽ sử dụng rất là lâu và mình sẽ cảm thấy chán. Còn nói về cái kết cấu của sản phẩm thì cái texture của em Cetaphil này là một dạng lỏng, gel lỏng. Khi mà apply lên da thì các bạn sẽ thấy cái nó trượt lên bề mặt da rất là nhẹ nhàng, và sau khi rửa mặt thì nó giữ ẩm cho da rất là tốt. Nói về thành phần của em này thì đầu tiên mình đã có liệt kê sẵn ở trong một tờ giấy rồi. Thì cái thành phần của em này đầu tiên là nước chiếm thành phần là cao nhất, sau đó sẽ tới là cetin alcohol. Nghe từ alcohol thì có vẻ là cồn, tuy nhiên công dụng của nó là làm mềm và làm mịn da, được các chuyên gia da liễu hàng đầu cho rằng là lành tính. Cái thành phần tiếp theo của nó là natri laurin sulfat. Đây là thành phần giúp các chất trong Cetaphil trượt trên bề mặt da một cách nhẹ nhàng và đồng thời làm giảm sự căng bề mặt cho da. Bởi vì khi mình sử dụng thì mình cảm thấy là cái sữa rửa mặt này nó trượt lên da rất là nhẹ nhàng và giữ ẩm cho làn da rất là tốt. Cái thành phần tiếp theo của nó là robilan glycol, là một chất làm giảm sự thoát hơi nước trên da. Nó giúp giữ ẩm và cung cấp nước cho da, hút hơi ẩm từ bên ngoài vào, cung cấp cho làn da, nghe rất là hay. Thành phần tiếp theo là stearic alcohol, là một chất nhũ hóa lên mềm da. Sản phẩm này thì được nhà sản xuất đảm bảo là không chứa cồn mà hương liệu, nó không gây khô và kích ứng da. Công dụng của Cetaphil này thì là nó là một cái gì? Công dụng của Cetaphil này là nó tẩy sạch bụi bẩn và ngăn ngừa cái dầu thừa trên da, cũng như là nó sẽ giúp giảm sự căng khô và cái kích ứng cho làn da của các bạn. Thì cái sản phẩm này rất là dịu nhẹ, mình sử dụng khi mà mình thời gian đó là mình bị mụn, mình sử dụng em này thì mình cảm thấy là nó an toàn và dịu nhẹ, cũng như là sau khi rửa mặt xong thì da mặt mình không hề bị căng mà nó giúp cho da mặt mình mịn và giữ được độ ẩm cần thiết. Tuy nhiên thì do cái loại rửa mặt này thì nó rất là dịu nhẹ, cho nên là mình sẽ không có yêu cầu quá cao về cái sự rửa sạch, tẩy trang cho sản phẩm này quá nhiều. Bởi vì cái sản phẩm này rất là dịu nhẹ cho nên là nó sẽ không rửa được sạch kiên kiết giống như các loại sữa mặt khác. Và cũng như là nếu như bạn nào mà có sử dụng mỹ phẩm hay là có trang điểm thì em này sẽ không phải là lựa chọn ưu tiên. Nhưng mà đối với những bạn mà bị mụn hoặc là cái làn da mẫn cảm hay là làn da khô thì cái em này chính là lựa chọn tối ưu nhất. Thì cái cách sử dụng, về các cách sử dụng của cái sản phẩm này thì ở đây mình có hai cách sử dụng, đó là sử dụng khô và sử dụng với nước. Thì chính là cái cách sử dụng khô thì mình sẽ nói đầu tiên trước về cách sử dụng khô, đó là mình sẽ đổ cái Cetaphil này ra bàn tay. Khi mà sử dụng thì mình sẽ sử dụng nhiều hơn là sử dụng so với nước, thì mình sẽ cho ra tay, sau đó mình sẽ xoa đều và massage vòng cung, và sau đó dùng cái khăn lau hoặc là những cái bông tẩy trang hoặc là khăn giấy, những thứ mà bạn có để có thể lau sạch đi, và sau đó các bạn có thể bôi kem dưỡng da và đi ngủ. Đối với rửa mặt bằng nước thì các bạn cho làm ướt mặt và cho một lượng sữa mặt ra tay bằng với một cái đồng xu. Các bạn xoa đều cái bàn tay rồi sau đó massage
hình vòng cung khắp mặt, và sau đó dùng bông hoặc là dùng cái khăn bông để lau đi và tiếp tục cái bước chăm sóc da tiếp theo. Thì cái sản phẩm này thì mình sử dụng đây là lọ thứ hai, cho nên là nó sử dụng rất là dịu nhẹ, rất là tốt. Tuy nhiên thì vì dịu nhẹ cho nên là cái sản phẩm này sẽ không có tẩy sạch được sâu từ lỗ chân lông như các loại sản phẩm rửa mặt khác. Cho nên các bạn nếu như có những cái nhu cầu mà tẩy trang cao thì có thể không dùng em này. Còn những bạn nào mà da bị mụn, da bị khô hoặc là da bị kích ứng thì em này chính là lựa chọn số 1. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên like, share và cũng như đăng ký kênh của mình. Cái video này là video đầu tiên về skincare của mình luôn đó. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Mình sẽ tiếp tục ra những cái video về skincare tiếp sau. Mong các bạn sẽ ủng hộ và đăng ký kênh của mình.